Thiên Chúa hứa với Abraham, Thiên Chúa sẽ làm cho Abraham thành cha của một dân vĩ đại. Thiên Chúa nói với Abraham trong một thị kiến: Hỡi Abraham, đừng sợ, ta là thiên thưởng cho ngươi, phần thưởng rất lớn của ngươi. Abraham phản ứng: Lạy Chúa Chí Tôn, Chúa không cho con đứa con nào, và người sẽ thừa kế sản nghiệp con là người hầu của con, Eliezer người Đa-mát. Không phải Eliezer, nhưng một đứa con ruột của ngươi sẽ thừa kế. Chúa đáp. Thiên Chúa đưa Abraham ra ngoài nhìn bầu trời ban đêm. Hãy nhìn lên trời và đếm các ngôi sao, nếu ngươi có thể đếm được, dòng dõi ngươi sẽ đông như sao trên trời. Abraham tin lời Chúa nói với ông. Thiên Chúa phán: Ta là Chúa, đấng đã đưa ngươi ra khỏi xứ Ua của dân Can-đê và ban cho ngươi đất này. Lạy Chúa Chí Tôn, làm sao con biết mình sẽ được đất này? Abraham hỏi. Chúa bảo ông bắt một con bê cái, một con dê cái, một con cừu đực, một chim gái và một bồ câu non. Abraham làm theo lời Chúa và hiến tế các con vật. Ông sẽ chúng làm đôi trừ các con chim. Ông đặt sát các con vật thành các nửa đối diện nhau. Các con mảnh cần xà xuống, nhưng ông đuổi chúng đi. Khi hoàng hôn xuống, Abraham rơi vào giấc ngủ mê và bóng tối ghê rợn đổ xuống ông. Thiên Chúa báo trước rằng dòng dõi ông sẽ phải làm nô lệ tại một nước ngoại bang trong 400 năm. Rồi Thiên Chúa giải thích rằng người sẽ trừng trị nước ngoại bang ấy và người sẽ giải phóng họ. Họ sẽ rời bỏ xứ ngoại bang ấy, mang theo nhiều tài sản để sống trên đất Chúa đã hứa. Thiên Chúa hứa Abraham sẽ sống an bình tới tuổi già. Khi mặt trời đã lặn hẳn, một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực xuất hiện và đi ngang qua giữa xác các con vật mà Abraham đã đặt dưới đất. Thiên Chúa hứa sẽ ban cho dòng dõi Abraham vùng đất từ Wadi của Ai Cập cho tới sông Euphrates. Tuy nhiên, ông Abraham và bà Sarah vợ ông càng ngày càng già đi mà vẫn không có con. Người con Chúa hứa cho ông vẫn không đến, còn Sarah thì đã quá già, không thể sinh con. Chúa có giữ lời hứa không? Làm thế nào Abraham có người nối dõi